Minh Đường Tử Vi xin mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Bính Thân, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh, sơn hạ hỏa, ngày Bính Thân, tức can khắc chi, nghĩa là hỏa khắc với kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, sơn hạ hỏa, kỵ tuổi, Canh Dần, Nhâm Dần, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày thân, lục hợp với Tỵ, tam hợp với Tý và Thìn, thành thủy cục, xung với Dần, hình hợi, hại hợi, phá Tỵ và tuyệt mão. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Giáp Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Dần, Giáp Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao Minh Tinh tốt mọi việc, sao Mạn Đức Tinh tốt mọi việc, sao Phúc Hậu tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao xấu trong ngày gồm có Thao sao Thổ Phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Lục Bất Thành, xấu đối với xây dựng. Và đặc biệt là ngày 11 tháng 8 năm 2022, tức là ngày 14 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23. Đi chơi quản thiệt nữa là đi bun. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Chính Đông. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tý luôn có được tâm trạng vui tươi, tích cực, và trong ngày hôm nay với những khó khăn, rắc rối không hề làm cho bạn chùn bước hay là chán nản, mà còn ngược lại càng khiến cho bạn cảm thấy quyết tâm, hăng hái hơn bao giờ hết. Và bạn tin rằng thử thách chính là yếu tố giúp cho mình tiến bộ hơn mỗi ngày và có được những thành công rực rỡ hơn. Với bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, bạn có thể đặt niềm hy vọng hơn vào những kế hoạch tương lai của mình, bởi bạn đang nhận được sự đánh giá tích cực đến từ rất nhiều người, đặc biệt là cấp trên của bạn. Vì vậy, với bạn tuổi Tý, bạn cần phải tiếp tục cố gắng hết sức, bởi thành quả mà bạn nhận được sẽ là hoàn toàn xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Đáng mừng hơn, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý, cái chuyện tình cảm của bạn đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Điều này cho thấy bạn mệnh đang có được gia đình rất là hòa thuận. Và dù công việc của bạn có vất vả bao nhiêu thì khi trở về nhà, với bạn luôn cảm thấy hoàn toàn được thư giãn, quên đi hết mọi mệt mỏi. Người nhà chính là động lực để cho bạn tiến lên, cố gắng hơn nữa để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim đưa ra những quyết định sáng suốt,
không ngại ngần đối diện với những khó khăn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa nên tìm cách hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, vợ chồng đồng sức đồng lòng giải quyết được những khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc có nhiều hy vọng trong tương lai. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 96, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi hợi, tuổi sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, và đây là dấu hiệu với bạn đang có được một ngày có nhiều may mắn trên con đường công danh tài lộc. Với bạn tuổi Sửu, bạn có thể sẽ được thưởng nóng hoặc là tăng lương vì những cố gắng không mệt mỏi trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và có thể thấy với những gì mà bạn bỏ ra đã được trả giá xứng đáng. Vì vậy, với bạn tuổi Sửu cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai của mình nhé. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn làm trong các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, kinh doanh, buôn bán thì bạn có thể sẽ tìm được những đối tác hoặc là khách hàng tiềm năng giúp cho bạn gia tăng số lượng tiêu thụ sản phẩm hoặc là mở rộng thị trường, không ở một thời điểm hiện tại cũng sẽ là ở trong tương lai. Và có thể nói đây là một trong những bước tiến đáng kể trong thời gian này cho bạn tuổi Sửu nhé. Trên phương diện tình cảm, với bạn tuổi Sửu trong ngày này cũng có được nhiều sự may mắn khi bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cho thấy đối với những người đang còn độc thân, dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác phái. Và với bạn tuổi Sửu, bạn cần phải tự tin để thể hiện cá tính của mình, rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn và bạn sẽ sớm tìm được nửa kia phù hợp với mình mà thôi. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim đầy trách nhiệm trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy được lãnh đạo đánh giá cao và nhận được phần thưởng xứng đáng cho mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ tìm được đối tác, khách hàng tiềm năng. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc dễ gây được ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này làm cho bạn tuổi Dần đang bận theo đuổi một số lý tưởng hoặc là một mục tiêu nào đó mà bạn sẽ không còn thiết tha gì đến bất cứ việc gì khác. Và đó là lý do khiến cho bạn mâu thuẫn với những người chăm chỉ và nghiêm túc. Tuy nhiên, với bạn tuổi Dần cũng đừng vì bất cứ lý do gì mà bỏ bê những công việc mà bạn đã được giao phó và khiến cho mọi người cảm thấy bực dọc với bạn nhé. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Dần cần phải nhận ra rằng sẽ có những khoảng cách là điều cần thiết trong mối quan hệ. Việc bạn đang cố gắng để hiểu một người nào đó thì điều này không hoàn toàn dễ dàng chút nào. Và thực ra là điều không đáng bằng việc bạn nên tập trung để điều chỉnh lại bản thân mình nhé. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có mộc kim xung khắc. Điều này làm cho bạn cũng đang có điềm báo cái chuyện tình cảm của bạn dường như sẽ đang gặp phải những chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện trong quá trình giao tiếp giữa hai người. Bạn mệnh tuổi Dần nên tìm cách để tháo gỡ, đừng có để sự xa cách khiến cho hai người ngày càng trở nên lạnh nhạt với nhau. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy có thể nhận diện ra được kẻ xấu để tránh xa họa. Tử vi tuổi Bính Dần
thuộc mệnh hỏa, ngày hôm nay bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng có toan tính nhiều. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, bạn có quyền được người khác tôn trọng, có quyền nói không khi cần. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, không phải ai cũng biết yêu thương bạn đúng cách. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, hãy tâm sự với người khác một cách chân thành. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 28, số 73, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của kiếp tài chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Mão vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa đồng nghiệp, bạn bè với nhau. Và với bạn tuổi Mão, bạn cần phải giữ vững lập trường và tập trung vào nhiệm vụ của mình, chớ để cho bản thân mình lung lay vì những lời rủ rê bàn ra tán vào của những kẻ xấu xa. Với bạn tuổi Mão, bạn vốn là người mạnh mẽ, kiên định, nhưng đôi khi với những quyết định của bạn lại quá chủ quan, nông nổi, khiến cho bạn phải đối diện với nhiều rắc rối. Vì vậy, với bạn tuổi Mão, bạn cần phải học cách bàn bạc, trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn, đừng có tự cô lập bản thân mình trong tập thể nhé. Trong vận trình ngày thứ năm này, với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và người nhà lại không được quá yên bình. Và dù bận rộn đến mấy, có lẽ đôi bên vẫn cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau. Đừng có để cho mối quan hệ giữa mọi người ngày càng xa cách và tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của bạn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, con đường thăng quan tiến chức gặp nhiều khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, dễ mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, không hòa hợp với người thân trong gia đình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 54, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí Thìn trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn, thúc đẩy bạn có được sự mạnh mẽ để bày tỏ tình cảm của mình với đối tượng mà bạn thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Và trong ngày này với bạn tuổi Thìn, gia đình của các cặp đôi cũng có được sự thuận hòa hơn nhờ được sự thấu hiểu, biết lắng nghe và chia sẻ cho nhau nhiều hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn đang có được những tin vui liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Và ngày này, nhiều người sẽ có được nguồn thu nhập thêm từ nghề phụ, nghề tay trái của mình. Một số người sẽ có được cơ may trúng số, trúng thưởng hoặc là có được một khoản tiền bất ngờ nào đó. Với bạn đang có được những cát thần chia chở rất dễ phát tài một cách nhanh chóng trong ngày hôm nay. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên ghi lại những kỷ niệm đẹp của mình vào một cuốn sổ nhật ký, để khi nào bạn cảm thấy buồn hay là chán nản, hãy đọc lại những mẩu tin vui đó sẽ giúp cho bạn cảm thấy yêu đời hơn và có ý chí phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa có những điều không nên lưu tâm tới sẽ giúp cho tâm trạng của bạn nhẹ nhàng hơn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, học cách nghỉ ngơi đúng cách sẽ giúp cho bạn cảm thấy thoải mái hơn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc,
cởi mở hơn khi đối diện với những điều mới mẻ. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, nên cho mọi người cơ hội tiếp cận với mình. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 94, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tỵ nhanh chóng nắm bắt được những mong muốn của người khác, cho nên luôn có cách cư xử khéo léo, chẳng mất lòng ai. Với bạn tuổi Tỵ, bạn nhanh chóng chinh phục được mọi người xung quanh, trở thành một người nổi bật trong đám đông nữa. Và trong cuộc sống với bạn tuổi Tỵ, bạn là người rất hăng hái giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cả những người xa lạ, cho dù đối phương có bày tỏ mong muốn của mình hay là không. Đây chính là nguyên nhân khiến cho bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Người được bạn giúp đỡ bây giờ cũng có thể sẽ trở thành quý nhân của bạn trong tương lai nữa nhé. Đáng buồn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có họa khắc với kim. Điều này cho thấy với bạn đang có vấn đề xảy ra trong mối quan hệ gia đình của bạn. Vợ chồng bạn liên tiếp xảy ra chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng nhau. Hai người nên hạ cái tôi của mình xuống và tìm thời gian thích hợp để trò chuyện thẳng thắn với nhau, để tháo gỡ những khúc mắc mà hai người đang gặp phải nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, đầu óc thông minh, xử lý công việc được tốt. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, dễ dàng tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, công lao không được người khác ghi nhận. Tử vi tuổi Thân Tỵ thuộc mệnh Kim, không nên xua đua, tính toán quá nhiều. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, cần phải thảo luận để thống nhất quan điểm với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 50, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có họa khắc với kim. Điều này cảnh báo cho bạn tuổi Ngọ dường như bạn đang dành quá nhiều thời gian cho công việc của mình, cho nên thờ ơ với gia đình mình. Và dù bạn có bận rộn đến mấy đi chăng nữa, với bạn tuổi Ngọ cũng nên sắp xếp thời gian để ở bên người thân yêu nhiều nhất, bởi tình thân là điều vô cùng quan trọng mà tiền bạc chẳng thể nào mua nổi được nhé. Trong gia đình, những người trẻ tuổi có thể sẽ mâu thuẫn với cha mẹ hoặc là họ hàng với những suy nghĩ khác biệt. Và dù mỗi thế hệ có một quan điểm, một cách nghĩ khác nhau, nhưng với bạn tuổi Ngọ nên thử lắng nghe những kinh nghiệm của những người đi trước và hạ cái tôi cá nhân của mình xuống một chút nhé. Thêm nữa, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ là đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này cho thấy hôm nay không phải là một ngày phù hợp để cho bạn phát huy các điểm mạnh của mình. Có thể với bạn tuổi Ngọ sẽ nhận ra rằng thực tế quá khó khăn và mình cần phải cố gắng hơn nữa nếu như muốn tìm được chỗ đứng vững chắc cho bản thân. Và từ bây giờ, bạn cần phải tập trung phát triển bản thân mình hơn nữa bạn tuổi Ngọ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, không nên dồn hết trách nhiệm chăm lo nhà cửa cho nửa kia. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, nên chú ý lắng nghe lời dạy bảo của người đi trước. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, nhận ra sự thiếu sót của bản thân để có cách sửa đổi phù hợp. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, cố gắng hơn nữa nếu như muốn tìm được chỗ đứng vững chắc cho bản thân.
Vậy đánh giá của bạn tử ngoại trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 63, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu vàng cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, thứ năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mùi gặp được nhiều may mắn trên con đường công danh tài lộc với mình. Và trong ngày này với bạn tuổi Mùi, rất có thể sẽ nhận được một khoản tiền thưởng hoặc là thù lao xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và không một vị sếp nào, một vị lãnh đạo nào lại muốn bạc đãi với một nhân viên chăm chỉ như bạn cả. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi, một số người có thể sẽ nhận được khoản tiền thừa kế từ những người đi trước để lại. Và điều bạn cần phải làm lúc này là không phải ăn chơi hay là hưởng lạc, mà cần phải tìm cơ hội để thể hiện bản thân mình hoàn toàn xứng đáng với sự tin tưởng của những người đi trước, khiến được khối tài sản trước đó lại mẹ địa lại quân không ngừng sinh sôi nảy nở. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm giữa bạn với người bạn đời của mình luôn có được sự thấu hiểu lẫn nhau mà không cần phải đôi bên nói rõ thành lời. Và để có được như hiện tại là nhờ hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong các vấn đề của cuộc sống và chẳng hề giấu giếm nhau bất cứ điều gì cả nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim tiếp xúc với nhiều cơ hội để khẳng định bản thân mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy được thừa hưởng tài sản từ những người đi trước để lại. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa không nên vội nghĩ tới chuyện chơi bời, hưởng lạc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ nhận được tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, vợ chồng có được sự thấu hiểu, luôn trao đổi mọi việc với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 87, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, thứ năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan giáng họa, và để tránh vướng phải những phi vụ tranh chấp thị phi thì với bạn tuổi Thân cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ kích động của mình lại. Với bạn tuổi Thân, bạn không nên để những việc này gây ảnh hưởng tới sự nghiệp tương lai của mình sau này hoặc là các mối quan hệ xã giao nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Thân, nếu như giữa bạn và lãnh đạo có bất cứ bất đồng gì thì bạn cũng không nên có cách hành xử quá gay gắt, bởi dù có thắng hay là thua trong cuộc tranh luận này thì chưa chắc với bạn đã nhận được lợi ích tốt nhất. Vì vậy, bạn cần phải chờ đợi một thời điểm khác khi đôi bên bình tĩnh trở lại rồi hãy trao đổi một cách cởi mở hơn. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp ngày có kim khí vượng. Điều này làm cho bản mệnh cần phải quan tâm nhiều hơn tới vấn đề về sức khỏe của mình, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới xương cốt. Người lớn tuổi cần phải chú ý không làm việc quá sức, còn người trẻ tuổi thì không nên làm việc quá sức, bỏ qua cảnh báo của cơ thể. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy kiềm chế bản tính nóng nảy của mình lại. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa cần phải chú ý cách hành xử nếu không muốn các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng xấu. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ bình tĩnh khi đối diện với những khó khăn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc không nên mâu thuẫn với người làm lãnh đạo. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim cần phải chú ý các bệnh liên quan tới xương khớp. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 13, số 57, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu.
Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn có được cơ hội gặp gỡ rất nhiều bạn bè, người thân của mình. Và nếu như bạn tuổi Dậu có thể sắp xếp được thời gian thì hãy tổ chức một chuyến đi chơi ngắn ngày để cùng mọi người, người thân tận hưởng không khí trong lành bên nhau nhé. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ. Điều này cũng sẽ giúp cho bạn nhanh chóng xử lý được hết những tồn đọng trong công việc mà bạn tưởng chừng như là mình không thể làm được. Nhờ đó mà bạn mệnh có được một ngày trôi qua rất chi là thoải mái, không phải suy nghĩ hay là lo lắng nhiều. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có kim khí vượng. Điều này sẽ tác động tới vấn đề về sức khỏe của bạn mệnh, khiến cho bạn dễ bị ốm, cảm, sốt, chóng mặt. Và nếu như có bệnh thì bạn nên chạy chữa sớm. Còn nếu như nguyên nhân không xuất phát từ bệnh tật thì có nghĩa là bạn cũng cần phải dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi bạn tuổi Dậu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, vợ chồng dễ xảy ra chiến tranh lạnh nên trò chuyện nhiều hơn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, hãy cho bản thân mình một ngày nghỉ trọn vẹn nhất. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, bạn phải trong sạch thì bạn mới nhận ra đâu là điều xấu, tốt rõ ràng. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp do bạn biết vun vén hạnh phúc. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, hãy lắng nghe tiếng lòng tận sâu trong đáy lòng của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 58, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn cần cù và chăm chỉ sẽ phát tài nhờ các ngày tay trái của mình. Và cho dù chỉ là công việc làm thêm đi chăng nữa, nhưng nếu như bạn tuổi Tuất đã dành nhiều tâm huyết vào đó thì tất nhiên với bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ nữa nhé. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, bạn cũng không nên ba hoa khoác lác quá nhiều về những thành tích mà bản thân mình đã đạt được. Điều này lại khiến cho người ta có kiến thức sâu rộng hơn, chê cười cho. Vì vậy, với bạn tuổi Tuất, bạn cần phải tiếp tục khiêm tốn để học hỏi điều hay từ người khác, bởi những gì bạn đã biết vốn mới chỉ là một phần rất nhỏ bé trong biển tri thức mênh mông mà thôi. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, trên phương diện tình cảm thì bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy với bạn đang có được một ngày rất vượng vận về đào hoa. Và nếu như bạn đã có đối tượng thầm mến rồi và đang còn độc thân, bạn nên cho đối phương một cơ hội để tìm hiểu kỹ về nhau. Và đã đến lúc bạn cần phải tìm một người cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống nữa rồi. Đừng có mãi sống trong thế giới riêng như vậy bạn tuổi Tuất nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa có cơ hội làm giàu bằng nghề tay trái của mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ chăm chỉ làm việc sẽ được tận hưởng thành quả xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc không nên ba hoa khoác lác về những thành tích của bản thân. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim nhận được sự yêu mến của nhiều người. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy có cơ hội tiếp xúc với nhiều người. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 67, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này sẽ khiến cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối do kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay.
Với bạn tuổi Hợi, bạn cần phải cẩn trọng hơn trong việc kết giao với người khác, đồng thời cũng nên nhắc nhở bản thân mình chớ nên nóng nảy, bởi càng nóng nảy thì bạn lại càng dễ rơi vào bẫy của những kẻ xấu bày ra. Trong công việc, với bạn tuổi Hợi trong ngày này, tâm tính dễ bị kích động sẽ dẫn đến những quyết định sai lầm. Và trước khi bắt tay vào làm một việc gì đó, với bạn tuổi Hợi nên thử thảo luận, trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn, chứ không nên vội vàng làm theo cảm tính nhé. May mắn là về phương diện tình cảm của bạn lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng, nửa kia chính là một chỗ dựa về tinh thần vững vàng cho bạn. Và nếu như có điều gì khiến cho bạn khó xử, bạn hãy trò chuyện với người ấy và rất có thể hai người cùng nhau trao đổi, bàn luận thì sẽ tìm ra được giải pháp thích hợp hơn cho bạn nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, tiểu nhân mang lại cho bạn nhiều thị phi. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, không nên nóng nảy, mất bình tĩnh, đưa ra những quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, thảo luận với mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, nửa kia là hậu phương vững chắc cho bạn. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 70, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.